Bộ Công Thương vừa tiếp tục có báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về xây dựng nghiên cứu cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo DPPA. Theo Bộ Công Thương, khảo sát 95 dự án năng lượng tái tạo vào tháng 5 năm 2022 của đơn vị tư vấn cho thấy có 24 trên 95 dự án muốn mua điện sạch không thông qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Có tới 17 dự án điện từ năng lượng tái tạo đang cân nhắc về điều kiện tham gia cơ chế này, cũng như khả năng tìm, ký hợp đồng với khách hàng.